đúng không? Đó, speaking part 2. Các bạn sẽ thấy là bây giờ cái ông speaking part 2 này chủ yếu nó có một cái chi tiết khá là hay. Nó yêu cầu trong cái bài thi này đó là chúng ta nên có một chút cái yếu tố liên quan storytelling, tức là kể chuyện đó. Đấy, để mà kể chuyện thì chắc chắn là chúng ta phải vẽ ra được một cái gọi là bối cảnh nha. Yeah, ok, thế thì nào, chúng ta đưa ra rồi. Đấy, in the wake, các bạn có thể in the wake of này, Typhoon Jagi đó, gọi là thứ đúng không, được coi như là cái một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử. Đấy, which is considered này to be này the most nha, powerful đi, powerful hoặc là cái từ devastating đúng không, devastating, từ stating đấy, storm nha, ever, ok, happened in Vietnam đúng không, ok, hoặc là ever made landfall in Vietnam đó. Thì mình nói đến cái bối cảnh ở đây chắc chắn là giới thiệu cơn bão đã. Đây rồi, giới thiệu cơn bão đã nha. Nào, theo sau cái cơn bão Jagi, hay là nó gọi là kiểu như cái dư chấn đúng không, cái dư chấn của cơn bão Jagi này, thứ mà được coi như là một trong những cơn bão mà nó gọi là mang sức tàn phá nhất từng đổ bộ về Việt Nam. Tại trong speaking thì nó nhẹ nhàng như thế thôi các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể gọi là giới thiệu ông Jagi đúng không, sau đó bạn bảo là which is considered to be one of the most devastating storms ever made landfall in Vietnam. Cái từ đổ bộ chắc chắn là các bạn phải nên có nếu như mà nói về gọi là speaking về cái cơn bão này, chắc chắn là phải có từ made landfall nhá, made landfall in Vietnam này. Đấy, thế cho nên là cái the aftermath of it đúng không was is horrible. Ok, cái aftermath có nghĩa là cái mà nó gọi là dư chấn hoặc là cái hậu quả nó để lại nhá. Đó, chúng ta giới thiệu đúng không, đây là cái context của cái sự kiện hôm nay. Đấy, thì mẹ chúng ta sẽ có giới thiệu cơn bão này, sau đó rồi đưa ra cái aftermath, tức là cái hệ quả nó để lại nhá, nó gọi là hệ quả để lại, aftermath of it is horrible đúng không, with lots of, với rất là nhiều những sự gọi là sufferings. Đấy, ok, mà nó phải gọi là experienced đúng không? Đấy, by the public, hay là kiểu như sufferings được nhìn thấy ở khắp mọi nơi nha, yeah, being seen, ok, everywhere, everywhere. Thế thôi các bạn ạ. Trong speaking thì nó nhẹ nhàng một chút nhá. Thế thì đây chúng ta bảo rằng là cái hệ quả nó để lại thứ rất là kinh khủng, horrible, cái từ này chắc chắn là ai cũng biết đúng không? With lots of sufferings, cái từ này có thể nó hơi ít hơn tí. Khi mà chúng ta thấy những cái sự lầm than, những sự mà nó gọi là khổ nhé, thì các bạn dùng cho mình từ sufferings. Đó, sufferings, đấy là những sự lầm than, những sự khổ sở. Đó, được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Rồi, thế cho nên làm sao? Thế cho nên là cái chính phủ đúng không? Chúng ta nói đơn giản thì nó là chính phủ. Còn nếu mà bảo là mặt trận Tổ quốc Việt Nam á, thì đó là một cái từ mà nó hơi gọi là mang tính chuyên môn quá. Trong phòng thi có thể các bạn sẽ không bật ra được cái từ đấy. Nhưng mà nếu mà muốn học ấy, thì hãy hình dung cho mình cái mặt trận là cái gì. Cái mặt trận chính là kiểu như là cái đường tiếp tuyến đúng không? Cái gọi là cái tiếp giáp với battlefield. Đó, và khi đấy nó gọi là cái front nha, cái front ấy chính là cái mặt trận. Đó, nếu mà liên quan tổ chức ấy, mà nếu mà tổ quốc đúng không, liên quan đến gọi là quê cha đất tổ ấy, thì nó gọi là fatherland. Đấy, quê cha đất tổ, fatherland. Đây, và các bạn như thế các bạn thành được cái chữ đó là mặt trận tổ quốc đấy. Nha, cái front chính là cái phía đằng trước ấy, cái phía nó gọi là phía tiếp giáp nha. Mà bây giờ kiểu như mặt trận thì tức là nó tiếp giáp với lại chiến trường rồi đúng không, thế cho nên nó gọi là fatherland front. Ok, chúng ta thêm vào the Việt Nam, thế là xong nha. Yeah. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nó là như thế. Rồi, thì đây chúng ta bảo rằng là thay trong phòng thi, nếu mà những cái từ khó mà không bật ra thì ngay lập tức các bạn phải gọi là chuyển thành những cái thứ gì nó đơn giản hơn tí. The government là xong, chính phủ là xong. Còn nếu mà muốn chính xác nha, thì đây chúng ta có mặt trận Tổ quốc này. Right. Rồi, quê cha đất tổ đúng không? Sao mặt trận đúng không? Ok, thì làm sao? Has called for every body to contribute their part
Đó, ok. Kể cả đúng không? Đó là kiểu như hoặc là kiểu regardless of how small. Ok. It is. Rồi, để mà kiểu call for nhé, tức là kiểu như kêu gọi nhé. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi tất cả mọi người hãy đóng góp cái phần của mình, dẫu cho nó có nhỏ như thế nào đi nữa. Regardless of how small it is. Right. To relieve efforts. Đấy, một số từ mà các bạn nên có nếu như muốn gọi là speaking về cái bão lũ này. Đấy, thì đây chúng ta có kiểu như những cái công tác, những nỗ lực mà cứu trợ. Đấy, rồi. Hoặc là các bạn chỉ cần gọi đơn giản đó là support campaigns. Thế là được mà. Những cái chiến dịch hỗ trợ ấy. Đây là cái từ đơn giản đúng không? Đấy, nếu trong trường hợp mà không có từ nâng cao thì hoàn toàn chúng ta có thể chuyển thành những thứ đơn giản hơn rất là nhiều. Support campaigns. Right. Rồi. Ok, thì đấy là cái bối cảnh nha. Chúng ta đã kể ra được rằng là có bão. State. State. Nói chung là government được em ơi. Đấy, the government has called for everybody in Vietnam to contribute their part, regardless of how small it is, to relieve effort. Đấy. Hoặc là kiểu support campaigns. Ok, cái câu này này nó hay này. Có ngữ pháp này. Regardless of. Có nghĩa là kiểu như dù cho, dẫu cho. Nha, dẫu cho nó có nhỏ đi thế nào nữa. Đấy, thì cái part này chính là kiểu như cái phần của họ đúng không? Đấy, đóng góp phần của họ này, dù cho nó có nhỏ thế nào nữa, với những cái nỗ lực giải cứu. Đấy, những cái mà nó gọi là kiểu dịch ra cái này nó hơi khó nhỉ. Nó sẽ là những hoạt động mang tính cứu trợ nhá, có thể hiểu như thế, relief effort. Rồi. Được chưa? Đấy. Rồi, thế thì làm sao nhỉ? Để mà cái hậu quả của cơn bão đúng không có thể được khắc phục. Ok. So as to từ từ nhá. Đây chúng ta sẽ có các cái efforts này. Đó, which are supposed hoặc là kiểu which are intended đúng không? Intended to help. Đây chúng ta sẽ có là những cái người mà disaster hit victims. Disaster hit cho các bạn rất là nhiều cái nó hay ho nhé trong cái bài speaking này nhé, victims mà nó lại hoàn toàn có thể dùng được trong một số những câu hỏi đặc thù cơ. Đây này, disaster hit có nghĩa kiểu như bị tấn công bởi thiên tai. Đó, đấy chính là cái từ mà mình ghép lại với nhau. Cái kỹ thuật từ ghép á, thì nó là một cái kỹ thuật ban tám cộng ở trong ngôn ngữ, trong vocab. Và nếu mà các bạn dùng cho nó đúng, đúng không? Dùng đúng được cái đấy thì nó rất là hay. Disaster hit có nghĩa là kiểu như bị hit bởi disaster. Bị tấn công ấy, bị gọi là bị thiên tai nó giáng xuống á. Còn cái từ victim thì chắc chắn rồi, nó là nạn nhân đúng không? Những nạn nhân mà bị gọi là tấn công bởi hay là kiểu như bị tác động bởi thiên tai này. Hoặc các bạn dùng cái từ disaster affected cũng được. Disaster affected. Cái này nó là từ ghép nhé. Đúng không? Từ ghép theo cái kiểu các bạn ném lên từ điển nó không có đâu. Nhưng người ta hoàn toàn người ta vẫn luận ra được đó là cái gì. Đấy là một cái đặc thù cực kỳ là tự nhiên ở trong tiếng Anh nhá. Dân bản xứ nó dùng rất là nhiều. Đấy. Cái feature này ấy, nó nếu như về vocab thì nó có thể coi như là một cái yếu tố cần không, một cái gọi là biểu hiện của những người ban 8 về từ vựng nhá, sử dụng chính xác được ạ. Ok, và đây disaster hit victims. Thì còn intended thì coi là kiểu như nó mang cái mục đích. Đúng không? Mang cái mục đích là để giúp những cái người bị thiên tai. Ok, thế thì lúc này chúng ta đã xong được cái when nhé. Cái ngữ cảnh thì nó chỉ gọi là một hai câu như thế này thôi đúng không? Đấy, thế cái phong trào nó được hưởng ứng bởi tất cả mọi người nào. The movement immediately. Đấy, chúng ta kể chuyện nhé, immediately này. Ok, has been embraced đấy, by everyone in Vietnam. Đúng chưa? Ok, cái phong trào này thì ngay lập tức nó đã được gọi là hưởng ứng, đón nhận bởi tất cả mọi người ở Việt Nam nha. Embraced among hoặc là by đều được. Nhưng các bạn nên hiểu cái từ embrace nhá. Brace chính là một cái gọi là cái sự thít chặt hay là một cái gọi là một cái rào mà nó gia cố cho một thứ gì đó. Ví dụ người ta đeo cái niềng răng ấy thì nó cũng gọi là cái brace. Được chưa? Và in một thứ gì đó hay là in một thứ gì đó tức là tạo ra thứ đấy. Thì đây này, nó giống như kiểu nó tạo ra một cái sự thắt chặt. Và theo cái ý nghĩa tượng hình hơn thì nó là cái ôm rất chặt.
nhá. Embrace chính là cái ôm rất chặt. Rộng hơn nữa thì nó có nghĩa là dang tay đón nhận một thứ gì. Thì đấy gọi là embrace. Còn movement nó có thể được hiểu là phong trào. Được chưa? Đấy, phong trào. Ok. Cái phong trào mà nó gọi là charity đúng không? Related. Đấy, hay là cái phong trào mà nó gọi là kiểu tương thân tương ái, mình cũng không biết nên dùng cái từ gì, thôi mình dùng cái từ đó là charity related nhé, tức là liên quan đến từ thiện. Được không? Cái phong trào liên quan từ thiện này đấy. Rồi hoặc các bạn dùng cho mình cái từ charitable chắc là được đấy. Đấy, đấy. Hoặc là cái fund đúng không, cái fund contribution này này, đấy, contribution này này, chúng ta có thể đưa vào được mà nhá. Fund contribution movement có nghĩa là phong trào đóng góp về 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 quỹ đúng không, về ngân sách. Nhưng mà trong phòng thi khả năng không bật ra được cái từ đấy đâu, thế thì this movement thôi, thế là đủ nhá. Phong trào này ngay lập tức đã được hưởng ứng trong tất cả mọi người ở Việt Nam. Ok, nào chúng ta bắt đầu đi đến cái thằng hu này. Chỉnh cam. Sorry mọi người, nó bị lệch tí. Được chưa? Chết 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 chết. Nãy giờ bị lệch không, mình không để ý đến. Sorry mọi người tí nhé. Rồi, thế nào? Bây giờ các bạn muốn nói đến ai nào? Cho mình xin cái hu đi. Đấy, sự kiện ngày hôm nay là nó về gọi là sao kê, rồi là ăn chặn, rồi là đủ thể loại nhé. Các bạn chỉ cần cho mình một cái tên thôi là được rồi. Muốn nói đến ai? Hu. Đấy, và trong những người among everyone này đúng không? Chắc chắn có một bộ phận là TikToker hay là người nghệ sĩ nổi tiếng hay là ai ABC đều được. Đấy, thì bây giờ mình có Who thôi. Đọc lại một chút nha. Now, in the wake of Typhoon Yagi, which is considered to be one of the most devastating storms ever made landfall in Vietnam, the aftermath of the storm is horrible. It's horrible, tức là nó rất là kinh khủng. With lots of sufferings being seen everywhere. Ok. Đấy. Responding to that, the Vietnam Fatherland Front has called for everyone to contribute their part, regardless of how small it is, to relieve efforts, which are intended to help disaster hit victims. Rồi nha. Đó. Ok. One of. Đúng không? Trong cái lúc mà mình nói thì đấy, mình sẽ type ra cho mọi người nhá. One of này. The most devastating. Ok, cái từ devastating tức là mang tính tàn phá nha, mang tính gọi là phá hoại, phá hủy. Đấy, aftermath đó là cái dư địa của nó, hay là kiểu như cái hậu quả nó để lại. Right, aftermath. Rồi, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi, call for. Call đúng không? Kêu gọi tất cả mọi người đóng góp, dẫu cho nó nhỏ như thế nào, vào những cái công tác giải cứu, công tác mà hỗ trợ. Những thứ được gọi là những thứ mang hơi hơi khó dịch chỗ này các bạn ạ. Nó có nghĩa là kiểu như mang theo cái hàm ý nhá, mang theo cái ý định là giúp tất cả những cái người nạn nhân mà bị hứng chịu bởi thiên tai. Đấy, cái phong trào này ngay lập tức đã được hưởng ứng trong số tất cả mọi người ở Việt Nam, bởi tất cả mọi người ở Việt Nam. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đưa ra cái đối tượng người này. Bạn nào nuôi chó à? Ok. People đúng không? Louis Phạm. Ok, chúng ta sẽ nói đến rất là nhiều nhân vật ngày hôm nay. Đó, rồi. Thậm chí bây giờ mình còn nghe thấy ông thanh niên nào. À, mình không được nhắc đến cái từ đấy trong live. Chết. Đấy. Đúng không? Còn có cả thanh niên. Cái gì nhỉ? Chuyển gọi là 30 tỷ. Nhưng mà thực ra là kiểu có ba chục. Đúng không? Hình như có một cái thanh niên này. Right, xong rồi là chúng ta còn có các cái tập thể nữa, groups nha, rồi là class đúng không, schools, classes, miêu tả hết nhá, hôm nay gọi hết ra đấy, chúng ta gọi hết ra. Đầu tiên miêu tả, nếu mà bảo cái anh chàng này đấy, giới thiệu đơn giản thôi nhá. So among đấy, all the people making donations đấy, there's người này đúng không, there's anh chàng này đúng không? Chúng ta sẽ gọi là this man, hay là kiểu như TikToker luôn đi. Right. Rồi, có tên là Việt Anh People. Nha, trong số tất cả những người mà kiểu make cái donations, chúng ta có donations chính là cái sự quyên góp. Sự quyên góp. Đấy, ở đây
nó khá là gọi là có một cái flow ấy chứ đúng không? Among everyone in Vietnam. Đấy, xong mình bảo rằng là trong số tất cả những người đó thì có cái anh chàng TikToker này nhá, được gọi là hay là kiểu mang cái tên là Việt Anh People, right? Rồi nào, who has này gained một cái làm sao nhỉ? A name for himself. Đấy. Rồi for being một người kiểu như một cái người dog lover đúng không? Ừ. Đấy, một người yêu chó thì phải. Nhá, người thường xuyên xuất hiện ở trên những cái video của anh ấy với chú chó tên là Putin, hình như là thế. Đúng không? Hình như là vậy. Mình không xem cái anh chàng này nhưng mà mình gọi là có lướt qua thì thấy toàn có chó ở trong các cái video đấy thôi. Nhá. Nào, gain a name for himself, đấy là một cái cấu trúc mà mình hay dùng. Nó có nghĩa là kiểu như tạo danh tiếng cho bản thân. Đấy, tạo danh tiếng cho bản thân mình là một người mà gọi là an avid dog lover. Đấy, một người cực kỳ yêu chó. Được, dog lover. Ok, các bạn chỉ cần gọi là dog lover là xong. Nhá. Thường xuyên xuất hiện ở trên ấy đúng không? Who này, who usually, hay là kiểu như người mà frequently put out videos recording, từ từ, recording him này. Đây, làm sao nhỉ? Ví dụ chúng ta bảo rằng là playing with his dog đúng không? Rồi mình không nói đến một cái chú chó, từ từ, một cái hình như là một con husker thì phải nhá. Husker này. Ok. Named Putin. Đó, giới thiệu qua về anh chàng này là như thế các bạn ạ. Được em ơi. Hoàn toàn cái đề này mình áp dụng ở trong cái thằng IELTS speaking được mà. Ví dụ miêu tả một người mà không nên nổi tiếng à. Đó, một người nổi tiếng mà không nên nổi tiếng được mà. Đấy. Rồi cái gì đó nhỉ? Có nhiều cái lắm nhé. Ví dụ mình bảo rằng là miêu tả một tin chấn động mà bạn đọc ở trên mạng internet. Đây, hay là kiểu miêu tả một lần bạn cảm thấy ngạc nhiên bởi vì một thứ gì đó đúng không? Một cái điều mà nó cực kỳ là ngạc nhiên. Ok, thoải mái mà. Đấy. Đấy, vừa học vui vui mà nó lại còn gọi là có nhiều cái tình tiết sử dụng được nhá, sử dụng được, học cái gì là phải dùng được chứ không phải là chỉ có để đi thi. Đó, nó phải dùng được, nó phải liên hệ được thực tế. Right. Ok, chúng ta có gain a name for himself. Hay là tạo ra được một cái danh tiếng, make a name for himself cũng được nhá. Make a name for himself nghe nó tự nhiên hơn á. Who has made a name for himself for being a dog lover? Who frequently puts out videos recording him playing with his dog? Now, put out ấy, nó có nghĩa là kiểu tung ra thôi. Nó không khác gì cái từ đó là cho nó ra đâu. Nhá, put out hoàn toàn mình dùng được. Trong speaking nó là thế mà. Nó không khác gì cái từ release nhá, tung ra. Đấy, các video mà quay anh ta này chơi với chó của mình, một chú chó Husker nên tên là Putin. Ok, name với lại call nó đều như nhau mà. Đấy, đều có nghĩa là kiểu như mang tên là, được gọi là, right. Rồi, giới thiệu qua thôi nhá, chứ đừng có gọi là đào sâu quá. Đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ bảo rằng là cái gì nhỉ? À, từ từ. Nhân vật thứ hai. Đấy, chúng ta nói đến nhân vật thứ hai. Đấy, chúng ta nói đến nhân vật thứ hai bởi vì tí nữa ấy, nó mới đến là kiểu như what happened đúng không? Cái điều gì đã xảy ra vậy? Đấy, còn cái where ở đây thì có thể là chúng ta sẽ bỏ qua bởi vì là cái đề nó sẽ không phù hợp lắm để mà chúng ta nói đến cái địa điểm, vị trí gì đó đúng không? Đấy. À, mà nếu mà nói đến địa điểm chắc là mình sẽ nhắc đến Ưng Hoàng Phúc. Ok, mình sẽ lại đứt nhắc đến Ưng Hòa Phúc. Cái người mà đi cái gì nhỉ? Đi 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 hỗ trợ đồ bão lũ ở ngay giữa cái con phố mà nó gọi là giàu nhất Hà Nội các bạn ạ. Nó mới buồn cười. Đấy. Đấy, địa điểm tí nữa chắc là mình sẽ nói đến anh chàng Ưng Hoàng Phúc này. Nếu như mà có gọi là đưa địa điểm vào. Rồi, còn đây nhá, Louis Phạm à. Đó thì mình lại phải giới thiệu thôi đúng không? Ừ. Đấy, the one. Rồi, I'm gonna mention. Đấy, in this answer. Tất nhiên là mấy cái câu dẫn rồi thì bạn cứ thoải mái đi nhá, mấy cái filter này này thì các bạn cứ thoải mái. Kiểu như là anh biết gì không? Tôi sẽ nói về một người mà tôi không nghĩ là như thế đúng không? Ok.
giới thiệu người thì mình không cho mấy cái câu đấy nhá, mình trực tiếp vào cái vai trò của người này luôn. Ừ. Nếu mà bảo là miêu tả Louis Phạm à, đầu tiên thì người ta biết đến cái cô nàng này với một cái vai trò là vận động viên quốc gia, đúng không? Chúng ta có một cái national này, sports player. À, còn không biết là cô ấy chơi cái môn gì, kệ, thế thôi. Đấy. Rồi, nhưng mà cô này ấy hình như là đã retired, đúng không? Hình như là đã retired rồi, hay là kiểu former. Các bạn dùng hai từ này hoàn toàn ok nha, former. Đấy. Rồi, thì đấy, chúng ta sẽ có là sports player, chính là một người chơi thể thao. Đấy, hoặc là các bạn dùng cho mình cái từ athlete cũng được nhá. Athlete, người chơi thể thao. Rồi, nhưng mà sports player trong phòng thi nó dễ dùng hơn. Đấy, nói thật với mọi người là trong cái phòng thi ấy, thì ưu tiên cho mình đó là fluency nhá. Được chưa? Right. Rồi thì mostly này, people would know her as, thế thôi. Đơn giản, giới thiệu về cô nàng này thì đấy, người ta sẽ biết cô ấy là một người chơi thể thao đã nghỉ hưu, hoặc là kiểu như ngày trước đã từng nhá. Đấy, chúng ta có từ former tức là như thế. Rồi, thế thì làm sao nhỉ? Mình sẽ bảo rằng là following đúng không? Ok. Rồi, her sporting career. Cô ấy thì bây giờ đã gọi là chọn là một cái người làm TikToker rồi đúng không? Đấy. She has chosen now này to be a TikToker. Đấy. Hoặc là các bạn gọi đó là cái người nó gọi là social influencer đều được nhá. TikToker. Đấy, chúng ta bảo là sau cái sự nghiệp thể thao của cô ấy, cái sporting career của cô ấy thì bây giờ đã chọn. Được. She has now chosen to be a TikToker. Đấy, đã là một TikToker này. Đấy. Rồi. Nhưng mà ở trong phòng thi ấy, mà bảo là TikToker thì nghe nó hơi bị kỳ đấy. Đó, trong phòng thi ấy, nếu như mà chúng ta bảo là TikToker ấy, thì mọi người nên đưa ra cái TikToker, cái khái niệm của nó là gì? Đấy chứ, khái niệm của nó là gì? Đấy, thế thì đó là một cái social influencer. Được chưa? Social media influencer. Media influencer, if you will. Rồi. Đấy, nó tự nhiên hơn nhé. Đó, các bạn nói giới thiệu như thế hoàn toàn trong phòng thi được mà. Các bạn thích nói về ai chả nói được, đúng không? Mostly people would know her as a retired national sports player. Following her sporting career, she has now chosen to be a TikToker, a social media influencer, if you will. Cái if you will ấy, từ này này, cái phrase này này nó khá là tự nhiên khi mà chúng ta kiểu như là muốn giải nghĩa rõ hơn, đúng không? Mình đưa ra một cái tên gọi mà nó gọi là chính xác hơn á. Đấy, thì mình bảo là if you will. Đấy, anh cũng có thể gọi là social media influencer cũng được. Thì đấy, cái từ if you will nó là như thế. The if you will nó là như thế, chứ không phải là nếu mà bạn sẽ đâu. Mấy cái phrase, mấy cái mà nó gọi là idiom xong rồi là thành ngữ tục ngữ ấy, thì nhiều khi các bạn nhìn các bạn sẽ thấy là nó chả ra bất cứ một cái ý nghĩa gì trong cái nghĩa đen của nó nếu như mà mình dịch word by word, nhưng mà trong cái ý nghĩa thành ngữ của nó ấy, thì nó lại khác nhá. If you will chính là một cái cụm C2 đấy, nó chính xác hơn đúng không? Hoặc là kiểu anh cũng có thể gọi người ta là một social media influencer. Đấy. Rồi, nhưng mà anh biết không, cô nàng này lại có rất là nhiều cái thứ gây tranh cãi đúng không? But you know what? You know what? You know what? Đấy. Rồi. Kể từ khi là một cái người mà làm ở trên mạng xã hội đúng không? Ever since now she went this path. This path. Rồi thì lots of contra. Ok. Hoặc là bây giờ mình sẽ bảo rằng là tất cả những thứ gì đúng không? Everything about her has been, nó gọi là những cái controversial. Cái này chắc chắn là các bạn phải đưa ra được cái từ này, nó gọi là gây tranh cãi đúng không? Topics online. Đấy, hoặc là on the internet. Thế thôi, hoặc là cả trên những cái gọi là social networking đúng không? Social networking. Để mà tí mà mình vào bài
kể về cái phong bạt ấy, kể về cái phong bạt ấy cho nó hợp lý. Đây chính là một cái câu, nó là câu làm mồi nhá, cái bàn đạp để mà tí nữa chúng ta đưa vào cái phong bạt đấy. Nhưng mà anh biết gì không, kể từ khi mà cô ấy đi con đường này ấy, thì tất cả mọi thứ về cô ấy đã trở thành những cái chủ đề vô cùng là đáng tranh cãi, gây tranh cãi ở trên mạng xã hội. Và một trong số đó là những sự kiện gần đây, đúng không? Cái ngày hôm nay đó. Đấy, tí nữa mình vào bài nó sẽ hợp lý hơn nhé. But you know what có nghĩa là kiểu như mà anh biết gì không? Nhưng mà anh biết đấy. Đấy. Nó không phải là you know nữa, mà là you know what. Ever since she went this path. Cái ever since thì đó có nghĩa là kiểu kể từ khi rồi, đúng không? Một cái ngữ pháp cũng tương đối là nâng cao. Đấy, tất cả những thứ gì về cô ấy thì đều đã trở thành này controversial topics on social networking. Đó nha. Còn cái ông ok. Còn cái ông coi thủ này, từ từ. Mình không biết, nói chung là chắc là trưởng nhóm đúng không, của một cái nhóm. Thôi, cái này bỏ đi. Sợ là TikTok nó cấm. Đấy, sợ lắm. Thôi chúng ta nói đến mấy cái nhé, hội nhóm này nhá. Rồi groups này đã có rất là nhiều đúng không? There have been này, lots of groups. Rồi là chúng ta có organizations đấy, and class, school classes. Ok. Những cái lớp đúng không? Chúng ta gọi là kiểu class ở đây thôi. Rồi. Đấy, hoặc là kiểu student groups nha, cho nó đơn giản, student groups. Chứ còn bình thường cái từ class thì nó nên có một cái phạm vi liên quan trường học, đúng không? Đấy, chúng ta có này, đã có rất là nhiều hội nhóm, tổ chức, và thậm chí là những cái student groups, được chưa? Student groups, đấy, hoặc là kiểu company, boards. Ok, cái từ boards này cũng ok này. Company boards, đấy, nó có nghĩa là kiểu như ban lãnh đạo của các cái công ty. Rồi, chúng ta có organizations and even student groups. Đã làm sao những người mà kiểu như willing đúng không, to rồi pull này, air gọi là pull together, a good sum to gọi là donate to charity. Xong nha. Đấy, chúng ta phải giới thiệu là kiểu có rất là nhiều nhóm. Cái gì? Ever since she pursued this career. Cái gì? If you will ấy, thì nếu mà bảo rằng in other words cũng được, cũng được nhé, cũng hợp lý đấy, cũng 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 tương đối là hợp lý. Đó. Đó. In other words có nghĩa là kiểu nói theo cách khác thì cô ấy chính là một social media influencer đấy. Rồi chúng ta bảo rằng là cái tổ cái phong trào này đã được đón nhận bởi rất là nhiều người đấy, và đã có rất là nhiều các cái gọi là ban lãnh đạo công ty, các cái tổ chức, rồi thậm chí các cái nhóm học sinh đấy, sẵn sàng pool. Đây là cái từ mà các bạn nên học này. AKA không không, AKA nó không phải như thế. AKA nó có nghĩa là cũng cũng được biết đến với cái tên là also known as, và thường nó đi với lại tên gọi nhá. Cái từ này là các bạn nên học này. Đây, cho mình hỏi đầu tiên thì cái từ này nghĩa đen của nó là gì đã, cái gọi là cái ý nghĩa mà bật ra trong đầu các bạn là cái gì đã. Để mình lấy miếng nước cái nha, các bạn comment cho mình là cái từ P O O L này, cái đầu tiên trong đầu các bạn nghĩ đến là cái gì. Cái hồ á, sao lại hồ, không phải hồ, hồ là lake cơ mà. Cái này là cái bể bơi. Nhá, cái bể bơi, cái swimming pool nó là cái bể bơi. Nhưng mình đang dùng nó dạng động từ. Đấy, cái hay ở đây là mình đang dùng nó dạng động từ, và cái từ pool nó coi là gom tiền lại. Gom nhá, kiểu như gom mỗi người một tí ấy thì nó gọi là pool. Từ này là từ cực kỳ hay này. Gom đúng không? Góp quỹ được. Rồi pool nhá. Đấy, together a good sum, tức là kiểu như một cái lượng tiền ok đúng không, để mà có thể donate được cho charity, tức là kiểu đóng góp cho quỹ từ thiện. Rồi các bạn phải dùng nguyên si cái cụm như thế này. Trong phòng thi ấy, thì dùng từ theo cụm nó sẽ gia tăng được cái fluency của chúng ta. Donate to charity chính là cái cụm mà chúng ta nên có.
Còn sum đó là cái lượng tiền thôi nhé. A good sum. Right. To donate to charity. Hoặc là nếu mà các bạn gọi là muốn đi với lại cái ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì đấy, chúng ta có thể bảo rằng là để có thể gọi là donate, đúng không? Donate cho những cái công tác giải cứu. Ừ, cũng được. Yeah, donate to này, chúng ta có ở phía bên trên mình đã giới thiệu rồi đấy. Đây này, relief effort. Cũng là cái từ dùng được. Đấy, ok. Relief. Hoặc có nhiều cái lắm, có nhiều nhiều cái từ hay lắm. Chúng ta có thể là evacuation này, effort này. Tức là công tác di rời. Rồi tiếp theo chúng ta còn có thể là cái gì? Support campaign. Cái đấy dễ rồi đúng không? Không nó làm gì. Nhưng mà thôi nhé. Để dùng đơn giản. Để đóng góp cho quỹ từ thiện. Thế là được. Right. Rồi. Thế này, những cái quỹ này đúng không? Chúng ta sẽ thấy rằng là usually này. Thường thường thì sẽ có một người thủ quỹ. There'd be. Nhá, A mà nó gọi là treasurer ấy. Đây là cái từ chủ thủ quỹ mà các bạn phải có. Rồi. Who would represent. Represent. Đó, tức là đại diện cho nhá, the whole group, đấy, to make the donation. Đấy, through nó gọi là tài khoản ngân hàng đúng không? Đấy, through banking. Rồi, ok. Các bạn phải đưa cái cụm này vào để mà tí nữa chúng ta, thứ nhất là nếu mà nói đến đây thì hơi ngắn. Đúng, mình bảo rằng là thường thường thì sẽ có một cái người thủ quỹ, người mà sẽ đại diện cho cả nhóm này để mà có thể make the donation through banking. Được, qua gọi là tài khoản ngân hàng, online banking nhé. Cũng được. Treasurer chính là cái từ thủ quỹ. Nếu mà kể câu chuyện này ra thì chắc chắn nó phải có từ thủ quỹ ở đây rồi nhé. Treasurer rồi, represent. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn muốn paraphrase, các bạn muốn thay đổi nó đi nhé, thì chắc là mình sẽ chỉ có thể sử dụng cái word family ở đây. Tức là cái từ họ hàng ấy, nó còn cái từ đó là representative. Represent. Đúng rồi, representative. Nó có nghĩa là kiểu như native, nó có nghĩa là một người đại diện. Đấy. Thì lúc này bắt buộc nó phải đi với một cái cấu trúc khác nhá, act as a representative, representative. Đấy, tức là đóng vai trò. Được, người mà sẽ gọi là đóng vai trò như là một người đại diện cho cả nhóm. Đấy, for the whole group. Rồi thêm nữa một cái cụm nữa cho mọi người này, in behalf. On behalf. On behalf of. Đó, cũng được. Trong trường hợp mà các bạn gọi là muốn paraphrase cái từ represent thì lúc này mình có thể bảo rằng đóng vai trò là một cái người đại diện này cho cả nhóm, hoặc là on behalf of the whole group. Đấy, thì đó là cái từ đại diện cho, đúng không? Rồi đấy, đấy là thêm nhé. Thêm một chút cho chúng ta có cái từ vựng để mà có thể sử dụng đa dạng. Được chưa? Ok. Rồi, on behalf of này. Chắc chắn là một số bạn sẽ biết được cái cụm này, đúng không? Nó khá là phổ biến. Đấy, represent thì paraphrase như thế nhé. Không. Nó phải là tative như thế này cơ, đuôi ative như thế này, còn representation cái gì? Nó còn cái từ representation ấy, thì nó lại là sự đại diện rồi. Còn đây là người đại diện. Đấy, ok nhá. Rồi, chúng ta kể chuyện đến đây là xong rồi. Các bạn còn muốn nói đến ai nữa không nào? Việt Anh, Pipo, xong rồi Louis Phạm, xong rồi các cái hội nhóm, các cái lớp, trường lớp ở trường, xong rồi các cái công ty đã được chưa? Còn ai nữa không? Đấy, bởi vì hôm nay chúng ta kể chuyện thì các bạn lôi hết những cái ví dụ điển hình mà nó bóc phốt ở trên mạng xã hội về phông bạt ấy. Các bạn đưa ra cho mình còn cái gì nữa không nào? Để chúng ta xử lý nốt. Đã, dịch tiếng Anh á? Không, thực ra khi mà anh dùng tiếng Anh thì anh không có dịch. Đấy, chẳng qua lên livestream thì mình sẽ dịch ra để cho tất cả mọi người, kể cả những bạn mà gọi là yếu ấy, cũng có thể biết được cái từ đấy mang ý nghĩa gì. Hết nhá, có 3 đối tượng thôi đúng không? Phông bạt này. Đây, xong rồi là biển thủ. À, hình như còn cái đứa nào, còn cái tổ chức gì ấy mà nó bảo rằng là mỗi một cái đơn hàng nó bán ra, nó trích ra 1.000 ấy nhỉ? Cũng bị lên án á. Đúng không? Hình như là có cái đấy nữa.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây 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 đây. Catinat à? Catinat. Được đúng không? Catinat xử lý luôn nhá. Đấy, đề hôm nay là nói về cái sự kiện ngày hôm nay thôi em ơi. Đấy, nó có thể được gọi là có những ngôn ngữ mà mình liên hệ được trong thực tế, xong rồi mình có thể ứng dụng vào một số những đề trong IELTS nếu như mà mình linh hoạt á. Đấy, marketing bẩn à? Ok được nha, thì đấy. Nhưng mà đầu tiên thì mình cứ phải nói cái bọn này nó là gì đã. Đúng không? Cái bọn này nó là gì đã nhá. Ok, thế thì đây chúng ta sẽ bảo rằng là it's actually này a famous brand in Vietnam, local brand thì phải. Đấy, in Vietnam đúng không? Đấy, chúng ta bảo là selling rất là nhiều những cái đồ mà nó gọi là refreshment nhá. Refreshment. Đấy, những đồ ăn hoặc là đồ uống. Thực ra chúng ta có từ có rất là nhiều từ. Đây, nó có thể là food and beverages. Được, beverages. Tức là đồ ăn và đồ uống. Đơn giản như thế thôi, cái từ refreshment đó thì bản thân nó đã là đồ ăn và đồ uống rồi. Nhà riêng cái từ refreshments này nó đã là đồ ăn và đồ uống rồi. Đó. Rồi, things like ok, chúng ta sẽ có này như kiểu là các cái snacks đúng không? And bubble tea. Ok, beverages. Nó bán rất là nhiều những cái đồ mà giải khát xong rồi là giải đói đúng không? Ví dụ như kiểu là snacks rồi là bubble tea beverages. Đấy, đồ uống trà sữa này. Bubble tea trà sữa mà đúng không? Đó, còn beverage chính là đồ uống nhé, còn snacks thì các bạn biết rồi, chính là bim bim các thứ đúng không? Đấy. Rồi. Thế thôi, đấy, giới thiệu như vậy nha. Và đây mình sẽ bảo rằng là Catinat thêm một chi tiết gì nữa nhỉ? Bởi vì nói như thế nó hơi ít đúng không? Chắc chắn là cái sự kiện what happened này thì mình sẽ phải gọi là kể chuyện ra rồi, nhưng mà mình muốn thêm một câu nào đó để mà cho cái phần giới thiệu này nó dày hơn một tí. À, đồ uống của nó có thể nhận xét thêm đúng không? Their offerings. Đấy thì xem nào, gọi là từ trước đến giờ đúng không? Have long been praised. Đấy, by lots of. Nào, chúng ta bảo rằng là teenage, nói chung là người dùng trẻ đúng không? Hoặc là kiểu như khách hàng trẻ đi. Lots of customers. Right. Rồi, gọi là kiểu mostly among whom thì đó là những người mà kiểu như người trẻ đúng không? The young generations hay là teenagers. Rồi. Đấy. Thì mình nhận xét thôi. Mình nhận xét thôi, young consumers đúng rồi đấy. Đấy, mình cứ bảo bọn này nó từ trước đến giờ thì được khen khá là nhiều bởi vì bán những đồ ngon đúng không? They're offering bán đồ ngon. Đồ ở đây nhá là refreshment. Được, các bạn làm ơn hiểu nó đúng cho mình, không phải bán đồ ngon ở đây là cái khác đâu. Được, cái offering chính là cái hàng họ cung cấp hoặc là cái dịch vụ họ cung cấp. Thì đấy gọi là offerings. Được, offer ấy, tức là cái thứ mà người ta đưa ra. Thì offerings chính là các cái mặt hàng họ có. Đấy nhá. Rồi, đồ của họ này, từ trước đến nay. Have long been, tức là kiểu từ trước đến nay nhá, đã được praised, đúng không? Đã được gọi là ca ngợi rồi. Đấy. Bởi rất là nhiều khách hàng, phần lớn trong số họ đó là young teenagers. Đấy, người dùng trẻ đúng không? Đây. Whom nhá. À, trong phòng thi ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái từ whom với từ who nó sẽ được đánh giá tương đối là gắt gao. Còn trong văn nói bình thường ấy thì who với whom như nhau. Thực tế trong văn nói bình thường ấy, người bản xứ người ta không phân biệt giữa hai từ này đâu. Người ta dùng gọi là loạn xạ đi á. Thậm chí là kiểu như bây giờ cứ người ta dùng mỗi từ who thôi. Còn trong phòng thi thì mình muốn gọi là nhấn mạnh vào cái trình độ ngữ pháp của mình ấy, thì mình dùng đúng cái từ whom nhé. Được, mình dùng đúng cái từ whom. Đấy, whom. Rồi. Praise thì đó là khen ngợi mà, đúng không? Hoặc là các bạn dùng cái từ đó là complimented cũng được. Bởi vì compliment à, thì đấy là lời khen đúng không? Thì mình hoàn toàn thể dùng động từ của nó mà. Xong nhé. Hết chưa? Còn ai nữa? Ưng Hoàng Phúc à? Ok, được. Quên, 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 quên. Ưng Hoàng Phúc. Ê, chúng ta giới thiệu về Ưng Hoàng Phúc thì anh này hình như bây giờ còn đi ca hát không nhỉ? Không đúng không? Hình như là cũng retire rồi thì phải. Đây. Ok, ngày trước anh ấy là từng là một người ca sĩ đúng không? Rồi,
Đây nhá, he's known này. Sao? Vãi thầy. Chơi hết. Nhá, ok, chúng ta vậy đây là một cái phần gọi là vui vui thì mọi người có cái gì mọi người nói hết thôi. Thế thôi đúng không? Nào, right, chúng ta ở he's known này. Tức là anh ấy được biết đến với cái vai trò là cái gì đúng không? Đấy, hoặc là kiểu như là speaking of him. Đấy, ok. Thì he once nhá, stood, hoặc là kiểu như làm sao nhỉ? He once was a singer, đúng không? Mà được gọi là mostly sought after. Đấy, mình cho rất là nhiều cái mà nó hay ho nhá, in showbiz. Ca sĩ hết thời, chúng ta sẽ bảo rằng ở đây anh ấy đã từng là một ca sĩ mà gọi là làm sao nhỉ? Sought after. Đó, sought after chính là kiểu được săn đón. Được săn đón, bởi vì chúng ta sẽ có từ seek, chính là kiếm tìm. Còn after tức là phía đằng sau ai đó, đúng không? Nó giống như kiểu truy lùng, xong rồi là cứ thế người ta đi, người ta săn đuổi ấy. Thì đấy gọi là seek after something. Và đảo ngược lại nhá, nó gọi là săn đón. Được, săn đón. Đấy, ok. Most ok. Rồi. Đó. Anh ấy từng là một ca sĩ. He once, đó tức kiểu nó nhấn mạnh cho cái thời trước ấy, đã từng là một ca sĩ này, who was most sought after in showbiz. Hoặc là sought after the most in showbiz, thế thôi là được. Rút gọn nó lại cũng được mà. Yeah, sought after. Đó, ok, đây ca sĩ từng đã là ca sĩ đúng không? Được săn đón nhất ở trong showbiz. Em chém gió thoải mái đi. Kể cả không không phải là như Sơn Tùng nha, nhưng chúng ta cũng cứ dùng là sought after được. Bởi vì từ đấy nó hay, nó đúng, nó gãi đúng chỗ ngứa đúng không? Showbiz, right. Rồi. Now, there was the time when he was on top. Kiểu trên đỉnh sự nghiệp đúng không? He was at the top, the peak. Nhiều cái lắm. Rồi the summit of his career. Đấy. Rồi with big hits, success. Nào chúng ta sẽ có ở đây nha. Anh ấy đã có thời. Nào đã có thời mà anh ấy gọi là ở đỉnh cao sự nghiệp của mình. Đấy, summit, nó là hội nghị thượng đỉnh. Còn cái từ peak này thì bản thân của nó đã là đỉnh rồi. Đó, chúng ta có đỉnh cao sự nghiệp này. Ca hát của anh ấy với những cái big hits, success. Bạn nào fan ưng Hoàng Phúc cho mình xin một bài hát được không? Lại xin một cái tên của bài hát được không? Đây, topic về Louis Phạm đây rồi em ơi. Đấy, tí nữa chúng ta mới nói đến kiểu như hành động biển thủ như thế nào chứ, đúng không? Xong rồi phong bạt như thế nào chứ? What happened, đó là cái cue đằng sau. Cho mình xin một cái bài hit nào. Đấy, ok. At the peak of his singing career. Giờ thì anh hứa phải làm gì? Tại sao? Ok. Sắc trà. Why? Được. Tại sao? Such as why. Tất nhiên ở trong tiếng Anh thì các bạn sẽ phải dịch ra cho ông giám khảo hình dung ra được. Còn trong tiếng Việt thì chúng ta cứ thế bảo rằng là tại sao. Such as tại sao, which can be translated, đúng không? Translated, đấy, into English as why. Đấy, các bạn đưa cho mình cái tên tiếng Việt đấy. Đó, đưa cho mình cái tên tiếng Việt. Tên của nó chắc chắn là mình phải đọc ở trong tiếng Việt đi nha. Cái bài hát là như thế, xong rồi các bạn cho nó sang tiếng Anh, translated into English as cái gì gì đó. Đó, xong rồi giờ thì anh hứa để làm gì à? Cái gì nhỉ? What's the point? Đúng không? What's the point of này gọi là making a promise. Hay, hoặc là kiểu promising now đúng không? Đây chắc là cái bài hát đây này. What's the point có nghĩa là kiểu như mục đích của nó là gì vậy? Đấy. Xong rồi cái bài gì nữa? Vầng trăng khóc á. Ờ được, Crying Moon đúng không? Chính xác rồi đấy. Anh không muốn bất công với em. Cái từ bất công ở đây I don't wanna treat you wrong thôi nha, cho nó đơn giản nha. Treat you wrong. Đấy, anh không muốn gọi là đối xử tệ bạc với em, cho nó dễ nhé. Chứ còn bất công bây giờ kiểu như là làm sao nhỉ? I don't wanna be unfair with you, đúng không? Ok, cũng được.
wannabe này, unfair. Đấy, rồi. Rồi, with you. Được. Vì một người ra đi. Không, treat you wrong được nhá. Đấy, rồi treat you better. Hoặc là mistreat you. Ừ, tất nhiên rồi, đấy là cái từ mà nó là chuẩn của nó. Nhưng mà trong văn nói ấy, thì mình có thể treat you nice, đúng không? Xong rồi treat you good, treat you wrong. Đó. Thậm chí này, I don't wanna wrong you. Cái này nó còn hay nhá. I don't wanna wrong you. Anh không muốn làm sai với em đâu. Được không? Wrong you. Cái từ này nó hay này, dùng ở dạng động từ ấy. Nó hay lắm. Vầng trăng khóc. Mình không rõ nữa. Mình chỉ biết cái anh chàng này đó là chơi võ lâm xong rồi đầu tư rất là nhiều tiền vào đấy thôi, với cái nickname là tay chơi bố già thôi, bởi vì ngày đấy cái năm gọi là 2000 mấy mình chơi võ lâm mà. Võ lâm truyền kỳ ấy, đúng không? Right. Rồi chứ còn bình thường mình có nghe bài hát của anh này đâu. Đấy, các bạn thích chọn bài nào thì mình đưa vào. Là anh không muốn sai với em đúng không? Anh không muốn bất công với em. Nha. Rồi. I don't wanna wrong you. I don't wanna wrong you. Cái từ đấy rất hay. Rồi. Xong, chỉ cần như thế thôi nha, chỉ cần như vậy thôi là xong rồi. Rồi, những cái bài đúng không? Songs that top the charts for weeks. Nhấn mạnh thêm một tí nữa đi. Đấy, những cái bài hát mà nó đứng đầu bảng xếp hạng trong rất nhiều tuần. Đấy, đấy, những bài hát nhá mà nó top the chart, có nghĩa là nó đứng đầu bảng xếp hạng trong rất nhiều tuần. Thế là được chưa? Rồi nhá, chúng ta xong hết tất cả mọi người cần diễn đạt rồi. Và bây giờ thì mình mới đến cái what happened này, là cái mà nó gọi là hay ho này. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đi với từng tình huống một. Từng tình huống một. Đấy, chắc chắn là bây giờ các cái tên này nó sẽ phải được nhắc lại tùy theo cái lựa chọn của các bạn thôi. Đầu tiên chúng ta có Việt Anh people. Làm gì nhỉ? À hình như là hai người này giống nhau. Đấy, đều là phông bạt. Đúng không? Đều là phông bạt. Ok. Rồi, đấy. Cái này nhá, he này, she. Đó, she. Rồi, thế thì làm sao nhỉ? Chúng ta bảo rằng là to put some flesh on the bones. Flesh on the bones. I'm gonna walk you through. Rồi. Rồi, what they did, đúng không? To be, gọi là what they did. Yeah. Những thứ mà nó kiểu cảm giác rất là cực kỳ kinh tởm, đúng không? Things that are disgusting to me. Right. Rồi chúng ta sẽ có này. Để mà nói về chi tiết nhá, thì tôi sẽ nói cho anh về cái việc mà họ làm. Đây, những thứ, những điều mà tôi cảm thấy vô cùng là disgusting, kinh tởm. Yeah, kinh tởm. Right. Đây là một cái idea mà mình muốn giới thiệu cho mọi người khi mà chúng ta muốn bắt đầu kể chuyện, muốn bắt đầu kiểu như là nói về chi tiết hơn nha. To put some flesh on the bones. Các bạn hình dung cho mình mấy cái khúc xương này. Đấy, đúng là gọi là kiểu nhân hòa đúng không? Hay là kiểu ý trời rồi. Nói về Việt Anh people thì phải nói đến xương rồi. Đây, phải nói đến xương ở đây rồi nha. Xương bình thường thì nó gọi là trơ trọi. Nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ thêm tí thịt vào, nó có phải là có mắm, có muối đúng không? Xong rồi có chi tiết hơn, đầy đặn hơn. Thế đấy nhá, nó để đưa ra những cái chi tiết. Đây, ok. Phải dí chứ, phải dí chứ. Mình gọi là không thích mà. Đấy, xong rồi lại còn đang có cái phốt gì là đang gọi là lấy trộm đồ nữa cơ. Tí nữa dí tiếp nhá. Nào, chúng ta có xương, bây giờ nó có thêm thịt. Ngon từ thịt, ngọt từ xương thì nó sẽ trở thành những thứ gì mà nó có chi tiết. Đó, nó sẽ để gọi là kể chuyện nhá. Cho nó thêm thắt nhiều cái hơn. Còn walk you through nó coi là kiểu nói kỹ. Được, tôi sẽ nói cho anh hoặc đơn giản thôi. I'm gonna tell you thôi. Đấy, what they did. Được chưa? Thế là được. Chỉ vì sao kê mà chia tay nữa. Thôi, chúng ta tập trung vào cái cục xương này nhá. Đấy, của Việt Anh people này. Còn Louis Phạm thì bây giờ mình có thể đơn giản thôi. Mình bảo rằng là in detail đúng không? Đấy, đơn giản thế. Rồi, xong nhá, chúng ta bắt đầu nói đến cái điều này này.
Đấy, thì xem nào. Ở đây mình đã ở phía bên trên, chúng ta bảo cái phong trào này được đón nhận này, và đây là anh chàng này này, đây là cái cô nàng này này. Đấy, ok, rồi. Họ đã làm sao nhỉ? Đấy, they, đây chắc là mình sẽ gọi là nhìn chung này, essentially này, they blew hoặc là they exaggerate, đấy là cái từ mà gọi là đầu tiên phóng đại nhá, phóng đại. Rồi, they exaggerate what they donated to, không, từ từ, khó nhỉ, bây giờ họ họ làm sao nhỉ, họ họ gọi là kiểu có những cái xu hướng đúng không? Ok, essentially này, what they did, which is for show, for show, for public show. Rồi, đấy, đầu tiên là cái câu này nó sẽ tự nhiên này, what they did just for public show. Các bạn biết là for show nó có là kiểu để thể hiện nhá, để thể hiện và để thể hiện với công chúng này, right? Rồi, để có thể làm sao nhỉ? Để có thể gọi là to flaunt. Đấy, flaunt, gọi là to flaunt their wealth. Đó. Even when này, even when it was just những thứ gì mà kiểu như vô thực đúng không? Non-existent. Đó, ok. Rồi chúng ta flaunt, đó là kiểu chúng ta khoe ra, chúng ta gọi là vạch ra, chúng ta gọi là phơi nó ra. Thì đấy gọi là flaunt nhá, và wealth nó có thể là kiểu như cái sự giàu có của họ đúng không? Even when it was just phù phiếm, fugazi, ok, fugazi. Đây, đây chính là cái từ mà mình muốn dùng, show off á. Ok, chính xác, show off. Nhưng mà mình nói tự nhiên hơn thì mình bảo just for public show. Đấy, to flaunt their wealth even when it was just fugazi. Đấy, if you catch my drift. If you catch my drift. Các bạn biết cái fugazi là cái gì không? Đấy, chính là cái bột tiên. Đó là những thứ gì mà nó kiểu như viển vông nhá, nó hư 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 vô, nó phù phiếm, thì đấy gọi là fugazi nhá. Các bạn phải hình dung cho mình cái bột ấy mà bà tiên bá rắc ấy, fugazi. Và khi mà người ta, người bản xứ người ta bảo rằng là một thứ gì đó nó chỉ là fugazi, tức là nó chỉ là viển vông thôi. Đây, ok. When it was all fugazi. Đấy, còn if you catch my drift có nghĩa là kiểu như là nếu như mà anh hiểu cái cách đùa của tôi, anh hiểu cái cách nó gọi là kiểu nói lái của tôi nhá. If you catch my drift. Rồi, ok. Sau đó mình kể ra là đây. Here goes. Đây này. Đấy, they nhá, went to exaggerate their donations. Đấy, donations. Rồi, and gọi là photoshopped, đúng không? Photoshopped, shopped their banking bills. Đó, rồi. Only, nào chúng ta sẽ, here goes, nó coi là đây này. Nhá, cái từ here goes, nó coi là khi mà mình bắt đầu kể chuyện đấy, nó coi là đây này. Tôi nói cho anh đây này. Đó, đằng trước thì nó là một cái câu dẫn. Đó, đằng sau thì nó đây. Tôi bắt đầu kể đây này. Nhá, here goes. They went to exaggerate their donations. Họ phóng đại. Đúng không? Họ phóng đại cái donations của họ. Sau đó họ photoshopped their banking bills. Chính là kiểu như cái phiếu, nó có thể hiểu là cái phiếu chuyển tiền đấy, đúng không? Đấy. Rồi, banking bills. Ok. Để làm gì? Nào chúng ta sẽ bảo rằng là to upload on social media đúng không? Just to, nào chúng ta có thể gọi là đánh bóng cái hình ảnh của họ đúng không? Reputation hay là cái image của họ. Nhá, cái social media hay là cái public image của họ này. Cái từ đánh bóng thì chắc là mình sẽ bảo là just to flash. Đó, flash their public image. Thế là ok. Đây. Rồi nhá, right, they went to exaggerate their donations and photoshopped their banking bills to upload on social media just to flash their public image. Đấy, đừng có bảo make color nhá, cái từ đấy nó không đúng đâu, không đúng đâu. Đó, make color, polish được các bạn, được polish.
Đó. Cái từ flash thì nó có nghĩa là kiểu như chiếu nó ra, đúng không? Đấy. Make color nó không đúng đâu. Cái đấy thì nó sau này nó có thể trở thành một cái phạm trù gọi là liên liên quan văn hóa, nhưng mà tạm thời thì tiếng Anh nó không có cái từ làm màu hay là nó không có từ phông bạt. Đây, ok. Mình bảo là just for show thôi là được rồi. Just for show nhá, just to polish their public image online, đúng không? Xong rồi. Đấy. Đấy. Đấy, nói như thế cho nó dễ các bạn ạ, chứ còn vào trong phòng thi mà các bạn nghĩ đến mấy cái từ mà nó khủng khủng ấy, không bật ra được đâu. Essentially này, what they did which is for show, for public show. To flaunt their wealth even when it was all fugazi. Phù phiếm nhá, đúng kiểu từ phù luôn này. Phù phiếm luôn này. If you catch my drift. Here goes. They went to exaggerate their donations and photoshopped their banking bills just to upload on social media. Just to polish their public image, you know? Right. Đấy, đúng không? Rồi. Chỉ để gọi là đánh bóng cái hình ảnh online công chúng của họ thôi. Tiếp theo chúng ta đến với lại cái đối tượng thứ hai nha, đó là groups. Nào các hội nhóm này. Flash, polish. Ừ, nó có nhiều từ nha. Thậm chí mình nghĩ cái từ này nó cũng hay này. Sprinkle. Thậm chí mình nghĩ là cái từ này nó cũng hay. Các bạn biết cái từ rắc muối không? Đấy, hay là cái từ nó gọi là kiểu giải mấy cái gọi là cái hạt kẹo ấy. Thì đây chúng ta có từ sprinkle. Cực kỳ hay. Và nếu như mà bây giờ mình dùng theo cái ý nghĩa ẩn dụ nhá. Sprinkle. Đấy, their public image. Hoàn toàn nó được. Đây, rồi hoàn toàn nó gọi là dưới dưới vào, đúng không? Rắc rắc thêm vào cái hình ảnh gọi là xã hội công chúng của họ. Được mà, sprinkle. Từ này mình nghĩ là trong phòng thi mình sẽ lôi ra mình nói. Nó mang tính tượng hình khá là nhiều. Ừ. Nhưng nhá, các bạn nói cái từ này thì các bạn nhớ phải làm cái hành động. Đó, như thế này cho mình. Đó, thì nó mới gọi là chuẩn. Nhá, chứ còn nếu mà chỉ có nói từ sprinkle thôi ấy, mà mình không có diễn đạt bằng gọi là body language nữa thì nó hơi dở. Nhá, sprinkle their public image. Đó, nó phải như thế. Bởi vì fugazi đúng không? Thì bây giờ đi với sprinkle cực kỳ hợp lý luôn. Đó. Rồi. If you catch my drift có nghĩa là kiểu như anh hiểu cách gọi là anh hiểu cách nói bóng gió của tôi mà. Đấy, nó kiểu nháy nháy ấy, hai người nháy nhau xong rồi là trêu trêu nhau có cái yếu tố gọi là châm biếm ở đấy ấy. If you catch my drift. À, cái cụm này idiom của bản xứ nó dùng khá là hay. Nhá, các bạn xem phim nhiều đấy, hai đứa mà đùa nhau ấy, xong rồi là nháy nháy với nhau ấy, bảo rằng đấy mày hiểu tao mà đúng không, đấy thì nó dùng cái cụm này. Rồi groups này, đây chúng ta vừa mới bảo ở phía bên trên là có những cái người đại diện rồi nhá, cái điều mà họ làm đúng không. Rồi. Thì chúng ta bảo rằng là đây, trust me, you're not gonna believe it. Bạn phải nói như thế. Ui rồi, tin em đi, anh không tin được cái điều này đâu. Đấy, họ lại dám biển thủ cái tiền đấy đi, đúng không? Đấy. Đấy, you're not. Cái gì? Mình vừa nói gì nhỉ? Trust me, you're not gonna believe it. Gonna believe it. Đó. Rồi, believe it. They went to embezzle. Embezzle, nhá. Embezzle này. Đấy, chúng ta bảo là the funds, đúng không? Họ đã biển thủ cái funds này. Đây, rồi họ biển thủ cái fund này này. Trong speaking thì các bạn cố gắng có những yếu tố nó như thế này nhé. Here goes. Trust me, you're not gonna believe it. Được chưa? Đấy, nó có những thứ này cực kỳ là tự nhiên đấy. Cái phrase mà người bản xứ người ta hay dùng á. Rồi, they went to embezzle the funds. Even when it's a group donation. Đấy, hoặc là contribution. Contribution. Anh không tin được nó đâu. Họ đã biển thủ cái phần ngân quỹ, kể cả khi mà nó là một cái sự đóng góp mang tính tập thể. Đúng không? Chúng ta có từ join, có nghĩa là kiểu như mọi người join lại với nhau nhá, hoặc là các bạn dùng cái từ group contribution cũng được. Đấy, hay là dùng cái từ collective đều ok. Thì nó có nghĩa là kiểu như theo cả nhóm, theo tập thể. Đấy, rồi. Collective nhá, hoặc là joint. Đấy, contribution, sự đóng góp mang tính cả nhóm.
donation thì mình dùng nhiều rồi đúng không? Thì bây giờ chuyển nó thành contribution đi. Chả vấn đề gì cả nhá. Rồi. Để làm sao nhỉ? Để mà gọi là to make believe đúng không? To make believe, right? Là bây giờ à, để lấp liếm cái gọi là cái sai trái của họ nhá. Đây chúng ta gọi là to cover này, to cover up their misdeed. Đấy, hoặc là their wrongdoing. Chính là cái việc làm sai trái các bạn ạ. Wrongdoing. Rồi, họ đã làm gì nhỉ? They photoshopped. Vẫn là cái từ ở phía bên trên đúng không? Rồi, Photoshop này. The banking bill. The banking bills. Nó vẫn là đấy thôi. Banking bills nha. Nào, chúng ta có từ cover up, coi là che đậy. Their misdeed. Misdeed coi là việc làm sai trái hoặc là wrongdoing nha. Hai từ đấy cực kỳ là hợp lý ở đây. Đừng có bảo là mistake. Đừng có bảo là mistake ấy. Úi dồi, sai lầm của họ. Không phải. Nó phải là cái việc sai, cái việc mà họ đã làm sai, đúng không? Đấy, hoặc là what they did. Yeah, hoặc là misdeed, wrongdoing như thế này thì rất là hợp lý. Đó, để mà cover up. Rồi, để mà joint. Rồi, they photoshopped the banking bills. Rồi, đấy. Làm sao nhỉ? Send. Nếu mà đây, đấy, send it. To the whole group, đúng không? To the group này, the group chat. Ok, để làm gì nhỉ? Để mà có thể gain trust. From the other members, đúng không? Thế là xong. Đấy. Nào, để mà có thể che đậy được cái việc làm sai trái của mình này, họ đã Photoshop. Bạn nào mà gọi là chuyên môn hơn thì mình không nghĩ là có, nếu mà paraphrase cái từ này, they did some photoshopping work. Đấy, photoshopping work. Hôm nay nhá, các bạn sẽ học được một cái kỹ thuật. Đó là paraphrase dựa theo từ họ hàng. Đấy, bởi vì bây giờ ấy, bản thân cái từ Photoshop nó là một từ gần như không thể paraphrase theo từ đồng nghĩa. Thế thì lúc này mình chuyển sang cái từ họ hàng của nó. Nó chỉ còn đó là photoshopping thôi. Nó bổ nghĩa cho một cái danh từ khác. Thì đây chúng ta có thể bảo là did some photoshopping work. Nó vẫn là một cái cách nói cho cái từ Photoshop ở đây nhá. Đó. Đấy là một cái kỹ thuật mà mình dạy ở trên lớp của mình. Có nhiều cách paraphrase đúng không? Không nhất thiết là mình phải sử dụng từ đồng nghĩa bởi vì nó khá là nguy hiểm. Đấy, cực kỳ là nguy hiểm nếu như mà không nắm rõ được cái ý nghĩa của nó. Đấy. Rồi, Photoshop. Không khác gì đâu các bạn ạ, Photoshop. Rồi. Ok, send it to the group chat to gain trust. Coi là lấy lòng tin rồi chưa? Đấy, từ những cái thành viên khác. Xong nha, đấy, xong. Edit. Chỉnh sửa cái bill cũng được. Đấy, cũng được. Nhưng mà ý nghĩa tượng hình của nó sẽ không chuẩn bằng cái từ Photoshop ở đây đúng không? Bởi vì edit nó có thể là kiểu bây giờ mình ký tự xong rồi là mình nó không 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 chuẩn cho lắm. Đấy, so với lại kiểu như công tác làm trên máy tính xong rồi chỉnh sửa hình ảnh ấy, hiệu ứng đồ họa các thứ. Còn cái bọn này thì sao? Đây, cái bọn Catinat thì làm sao? Được chưa? Right. Anh biết đấy, của cho không bằng cách cho. Cái này mình không nghĩ là trong tiếng Anh nó có một cái idiom nào tương tự như thế. Đấy, chứ còn nếu mà nói được cái câu đấy mà có thật ở trong tiếng Anh thì nó hay quá. Đấy, thì you know what they say. Nếu trong trường hợp nhá, mà các bạn trích dẫn ra một cái phrase hay là một cái adage, tức là một cái ngạn ngữ ấy, thì các bạn nên nói câu này này, you know what they say. Sau đó các bạn trích nó ra, quote nó ra cho mình. Được chưa? Thì đấy, nó sẽ rất là tự nhiên. Nhưng mà mình không nghĩ là tạm thời mình không biết thì đúng hơn ấy, cái câu của cho không bằng cách cho ở trong tiếng Anh nó là cái gì. Các bạn, có bạn nào biết không? À, nếu mà bảo của cho, không phải. Cái thứ mà mình đang nghĩ đến nhá, đó là quan trọng là tấm lòng. Đó, is the thought that counts. Đây, quan trọng là tấm lòng này. Nhưng mà mình không biết là của cho không bằng cách cho. Chịu. Chưa từng gọi là come across cái phrase đấy. Nha, còn đây là mình biết cái cụm này đó là quan trọng là tấm lòng. Đó, không gọi là tiền bạc không là bao nhiêu đúng không? Nhưng mà it's the thought that counts. Đấy, quan trọng là tấm lòng. Nha, cái phrase đấy, cái rất là hay.
Thôi cái này chắc là mình sẽ bỏ là kết bài. Đúng không? Kết bài nó là như thế. Đấy, nó rất là hợp lý. Conclusion ở đây. Rồi, you know what they say này. Còn bây giờ thôi thì mình sẽ vào luôn cái ý của nó đi. Đó, they pledged. Từ này là phải có. Từ này gọi là kiểu cam kết nhé. They pledged to. Love grows by giving. Tình yêu lớn lên bằng việc cho đi á. Có cái phrase đấy nhưng mà nó có khác quá gì đâu, đúng không? By giving. Không, cái này nó chỉ gọi là nhấn mạnh vào cái tình thương tương thân tương ái thôi, chứ nó không phải là kiểu của cho không bằng cách cho. Đấy, cái đấy nó hơi dở nhá. Thôi. Now they pledged. Ok, có nghĩa là kiểu họ đã cam kết này, để mà có thể làm sao nhỉ? To pull out, đúng không? A part of này. Ok nhá. Đấy, hoặc là chunk out cũng được. Cái từ rất hay. Chunk out a part of their earnings. Đó, một phần của cái gọi là earnings. Đấy, hoặc là their sales. Các bạn nhớ chưa? Cái từ sales ở đây này. Doanh số này, bán được này. Để mà có thể gọi là donate, đúng không? Contribute. Hoặc là donate to charity. Pull out tức là nhổ ra. Các bạn thấy đi nhổ răng ấy, thì đấy nó gọi là rút cái răng ra. Pull out, đúng không? Nhưng mà chunk out cũng hay. Chunk có nghĩa là kiểu một khúc, và đây kiểu lấy ra một khúc. Đây, ok. Rồi, their earnings to donate to charity. Đấy. But the kicker is that, right? Which is good and all, right? Đấy, các bạn phải nói cái câu này. Đấy, cái điều này là ok đúng không? Đúng không? Điều này là ok, rất là ok mà. Nhưng mà cái điều bất ngờ đây này. Đấy, trivial part. Mình sẽ không dùng cái từ đấy. Mình sẽ dùng cái từ nhẹ nhàng thôi nhé, trong văn nói. Là earnings đó là tiền kiếm được. Nó bằng từ doanh số nha. Chúng ta bảo là which is good and all, right? Cái này phải nhấn mạnh đúng không? Cái này nó phải gọi là có một cái phrase giống kiểu bọn bản xứ nó nói, hoàn toàn đây là một cái việc mà nó đụng, nó tốt mà. Nó tốt mà. Nhưng mà đây này. But you know what? The kicker is that. Rồi, but you know what? Đây, nhưng mà anh biết không? Đây này, cái điều mà nó đáng ngạc nhiên đây này là is that này. It's only a. Tất nhiên rồi, dùng đơn giản thì insignificant đúng không? Very little. Insignificant là đơn giản nha, các bạn dùng mấy cái từ đấy trong văn nói thôi. It's only a very little chunk. À, từ chunk mình dùng rồi mà đúng không? Thế thì bây giờ portion of their total sales. Đấy. If you think about the big picture, think about the big picture. Đấy, and how này. Đấy, they are a B and F&B, F&B rồi giant in the industry. Đó, industry. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ có này. Đây, nhưng mà nó chỉ là một cái phần cực kỳ là nhỏ, cái portion of their total sales, có nghĩa là kiểu một cái phần tách ra đúng không? Thì nó gọi là portion. A very little portion. Các bạn dùng cái từ portion đấy, ok. Rất hợp lý luôn. The kicker thì nó có nghĩa là cái điều bất ngờ. Bất ngờ chưa đúng không? The kicker is that. Nó đá cho mình gọi là chổng vó lên nè. Thì đấy gọi là kicker nha. Is that. It's only a very little portion of their total sales. If you think about the big picture and how they are a giant in the F&B industry. Đấy, họ là giant, tức là một ông lớn. Mình cứ chém gió đi, mình cứ bảo là đấy là một ông lớn đi. Đâu một cái ông lớn trong cái ngành F&B thì nó cái ngành đó là đồ ăn và đồ uống. F&B industry, bạn nào mà làm trong cái ngành này chắc biết cái viết tắt của nó. Trong phòng thi, mình nói như thế này được. Đó, the F&B industry. Ok. Đấy. Giant. Đó, giant. The big picture thì các bạn biết rồi, đúng không? Nghĩ nó gọi là tổng quát một chút. Nghĩ nó gọi là rộng rộng một tí. Đấy. Trong văn nói nó là thế đấy các bạn ạ, chứ không phải là bây giờ cái thứ trong đầu chúng ta nghĩ xong rồi các bạn cứ chuyển hóa nó hết ra tiếng Anh đâu, mà nó sẽ có một thứ nó gọi là redundant language. Redundant language. Trong văn nói nhá, redundant language. Đấy, redundant language. Ngôn ngữ thừa. Đó là những cái kiểu câu
nó buông ra để mà nó có thể gọi là lấp liếm cái chỗ trống nha, xong rồi nó có thể gọi là dẫn chuyện này, nó có thể tiếp tục thu hút sự chú ý của người nghe đó, chứ không phải là nó chỉ có đưa ra details đâu, nó cứ thế nó dẫn dắt đúng không, xong rồi nó có những cái cụm cho nó thuận miệng vào mà. Đấy, đây này, you know what này. Đấy, xong rồi là which is good and all right. Nó nói là thế. Đấy, chứ còn các bạn mà đọc mấy cái script ở trên mạng á, thì hầu hết là nó chỉ có ngôn ngữ và ngôn ngữ, chỉ có thông tin và thông tin. Như thế là không ổn đâu. Mà học nó không vào ấy. Đấy, trong phòng thi làm sao mà nói như thế được, đúng không? Bây giờ các cái script nó phải có những cái phrase như thế này. Đấy, đấy, nó mới là chuẩn văn nói nhá. Rồi chúng ta đến với lại Ưng Hoàng Phúc nào. Ông này thì làm sao? Ông này đi gọi là donate ở ngay cái vùng nó gọi là giàu nhất. Đúng không? Thay vì ok. Lớp B1 học xong có thi luôn được không á? Có. Đây có bạn lớp B1 ngày hôm trước, mặc dù cái đầu ra của nó là 5.0, 5.5 đúng không? Bạn thi được 6 bởi vì là tập trung nhiều vào cái thằng reading ấy. Nó kéo điểm được. Ưng Hoàng Phúc này. Đây thì đây, instead of rồi taking a leaf from others books. Đấy, mình sẽ gọi là đưa một idiom nó khá là hay ở đây nha. Ok. Rồi, out of hay là from được nha, thì các bạn thấy là nó có cái cụm như thế này. Đó là bắt chước người khác, đặc biệt đó là những cái việc mà nó tốt ấy. Thì đây chúng ta gọi là taking a leaf out of others books. Thì đó nó có nghĩa là kiểu lấy một cái lá ra từ sách của ai đó. Mình không biết là vì sao nó lại có một cái idiom nó như thế này, nhưng mà ý của nó là làm việc tốt nhé. Đấy, take a leaf này, out of somebody's book. Đấy, hay là from others book thì nó đều được. Để giờ take a leaf out of someone's book. Đấy, nó có nghĩa là kiểu cố gắng làm theo một cái việc ai đó đã làm. Đây, lấy lá ra từ cái cuốn sách. Tại sao lại lấy lá ra từ cuốn sách nhỉ? Khả năng là cái lá đấy chính là cái thứ mà nó kẹp ở cái phần mà nó gọi là tốt nhất của cuốn sách, đúng không? Đó. Rồi, thì đây này, mình bảo là thay vì là như người khác, and going to far away. À no. Đây chúng ta sẽ bảo là the most, đúng không? Disaster hit areas to help. He chose to stay back. Đấy nhá. Thay vì này, như người khác là đi đến những cái vùng mà nó gọi là bị ảnh hưởng nhất bởi thiên tai để mà giúp đỡ, đúng không? Disaster hit thì đó có nghĩa là mình đã đưa ra cho mọi người rồi. Cái từ này có nghĩa là bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc là affected cũng được. Nha, nhưng mà hit thì nó sẽ dễ nói hơn. Areas to help. He chose to stay back. Stay back này. Rồi là làm sao nhỉ? Stay back tức ở lại đúng không? Ở lại. Đấy. Gọi là làm sao được nhỉ? Mình đang hơi khó nghĩ một tí đúng không? And broad này. Đây, như thế này đi. Right. To what I think is perhaps đi, perhaps. The tiniest part of town in Hanoi. Rồi, đó. Nào chúng ta sẽ bảo là brought goods, deliver hay là đều cái gì nói chung đem đến đúng không? Được, thoải mái đi. Đem đến deliver hay là kiểu brought, ok. Đấy, và đây này, to what I think is perhaps the tiniest part of town in Hanoi. Tới cái what tức là tới cái thứ tới tới cái gọi là cái điều mà tôi nghĩ rằng đây là cái khu vực mà nó giàu có nhất của Hà Nội. Đâu, what I think is perhaps, các bạn phải hiểu là what I think đấy là một cái thứ mà nó cực kỳ là hợp lý, nó dùng mệnh đề danh ngữ ở đây, đây là một cái yếu tố ngữ pháp nha. Đem hàng hóa này, đúng không? Hoặc là kiểu đem donated goods to what I think is perhaps the tiniest part of town in Hà Nội. Tony. Nhìn ngữ pháp ấy thì các bạn sẽ thấy là hơi khó hiểu đấy. Nhá, nhìn cái ngữ pháp này này thì nó hơi khó hiểu đấy, nhưng mà trong văn nói thì nó dùng như này rất là nhiều. What I think is perhaps
The tiniest part of town in Hà Nội. Cái này giải thích về ngữ pháp cơ đúng không? Nó hơi khó để cho gọi là bạn nào mà tầm khoảng yếu yếu. Tại sao không phải là where, nó là what? À, bởi vì là bây giờ cái này nó là cái thứ mà, là cái đối tượng mà. Right. Rồi. À, thậm chí các bạn trong văn nói mà dùng where cũng được. Nhưng mà nó nên có cái thằng gọi là the place ở đằng trước cơ. Right. Nơi trốn, rằng bổ ngữ bằng cái mệnh đề quan hệ thì nó hợp lý. Còn đây là một mệnh đề danh ngữ, nó khác. Nhé, một mệnh đề danh ngữ. Nó tự nhiên lắm. What I think is perhaps. Đó. Các bạn nên gọi là dùng cả cái phrase này cho mình. Quen mồm đi. Đó, đem hàng hóa được ủng hộ này tới. What I think is perhaps the Tony is part of town in Hà Nội. Tony cái gì? Đó là sang. Đó là sang nhá, xong rồi là nó giàu có, xong rồi có phong cách này, có tiền này. Đấy, gọi là khu có tiền. Đó, khu có tiền. Nó đi với neighborhood, nó đi với lại part of town, rất là hợp lý luôn á. Neighborhood. Đấy, collocation đó nha, khu có tiền ở Hà Nội. Rồi, đấy, thế thì đây. Ok. Thôi đừng có cãi nhau đấy, đây là mình gọi là report theo cái thứ mà gọi là đám đông nghĩ đến thôi nhá. Ok, Tony đó là có tiền, thì là Tony tức là có tiền. He chose to stay back and brought donated goods to what I think is perhaps the Tony is part of town in Hà Nội. Rồi ok. À, thêm vào nữa. Đấy, what's more, anh ấy còn làm màu bằng cách đúng không? Right. It's not really out of his heart, but rather một cái làm sao nhỉ? Một cái gọi a move to polish his social media image. Đó. Nào, hơn thế nữa nhá, what's more, nó không phải là more over, nó không phải là further more. Các bạn làm ơn đừng có dùng mấy cái từ đấy trong speaking. What's more nhá, what's more, it's not really out of his heart. Nó không phải là từ tấm lòng đâu, mà thay vào đó đó là một cái chiêu trò, một cái hướng đi để mà có thể đánh bóng được cái tên tuổi trên mạng xã hội của anh ấy. Hợp lý không? Chuẩn không? Nha, what's more này, it's not really out of his heart. Cái từ heart này này, đó là cái trái tim, và một người nhá, nếu như mà có tấm lòng nhân ái thì tức là has a big heart. Các bạn bảo là ai đó mà có một tấm lòng nhân ái nhá, thì các bạn bảo rằng là người ta có một big heart cho mình. Được chưa? Thì đấy nó mới là cái cách diễn đạt mà nó hợp lý ở trong văn nói để mà nó sử dụng cho một người có tấm lòng tương thân tương ái. Đấy, he has a big heart. Đó, thì đây mình bảo rằng không phải thực sự là đến từ trái tim. Đó, mà thay vào đó đúng không? Mà đúng hơn là một cái move, tức là một cái nước đi để mà có thể polish được cái social media image của anh ấy. Ok nhá, đánh bóng tên tuổi. Cái này thì đã có ở phía bên trên rồi. Nào, bây giờ chúng ta đến với hậu quả. Đúng không? Chúng ta đến với hậu quả đi. Polish, không phải đâu, polish là đánh bóng. Đánh bóng. Ôi, các bạn đang cãi nhau về cái vì sao không dùng moreover với lại furthermore, bởi vì đó là những cái ngôn ngữ mà nó trang trọng, ngôn ngữ mà nó được sử dụng trong những cái ngữ cảnh nó hàn lâm giữa những ông gọi là bác học, giáo sư, tiến sĩ nói chuyện với nhau. Đấy, chứ còn trong cái phần speaking thì nó cần chúng ta có một, nó có một cái gọi là một cái gì nhỉ, một cái casual air một chút. Air. Nó phải phóng khoáng đúng không? Nó như đôi khi ấy, nó cũng cần phải giống như kiểu là mình đang trò chuyện thôi. Chứ không phải là đấy là một cái bài phát biểu tôi thưa tất cả quý vị. Đấy, xong rồi tôi kính kính gửi đồng bào, không phải đâu. Nó nên nhá, trong cái speaking ấy nó nên có một cái gọi là casual air. Đó, một cái không khí trò chuyện. Đấy, nó mang tính chất là dẫn dắt, xong rồi là thậm chí người ta bảo rằng là giám khảo ấy như là một người bạn của mình ấy, mình nói chuyện như là bạn với mình thôi, được chưa, chứ không phải là như là một tiến sĩ đấy. Như thế trong speaking nó sẽ hợp lý, các bạn hiểu chưa? Chứ đừng có đem những cái quá là đao to búa lớn, xong rồi là bác học nhá, vào phòng thi nhá, nó không hợp lý đâu. Nào, chúng ta đến với là cái kết quả đó. Kết quả đây nào. Rồi đây, what happened next.
Cái này là mình sẽ phải đóng khung lại. Để đóng khung lại. What happened next? Rồi. Hay quá nhỉ á. Không, đấy là cái cơ chế của speaking mà. Chứ còn mấy bạn mà đây đi học theo cái kiểu mà cái thích sử dụng đao to búa lớn xong rồi là những cái từ mà nó quá là kinh khủng á thì vào phòng thi thường là không có điểm cao. Thường là không có điểm cao. Đấy. Bởi vì nó không hợp nhá, nó không hợp cái chốn đấy để mà sử dụng. Đấy. Ví dụ bây giờ mình tiếng Việt với nhau ấy xong rồi là các bạn nói chuyện với một thằng bảo nói như là một ông bác học nghe nó cảm giác nó không không lọt tai. Đó, mình không muốn nói chuyện với nó nữa. Đấy, và trong phòng thi nó cũng thế. Nên có những yếu tố mà nó casual thôi. Rồi, what happened next này? Right, rồi. It's all good until. Đây. Rồi, one day. It's all good until one day. Tất cả mọi chuyện nó đều là ok cho đến khi một ngày. Đến khi một ngày bắt đầu kể chuyện này. Rồi. Ok. Little. Did they know that? Rồi. Đấy nha, họ không hề hay biết rằng. Được chưa? Right. Họ không hề hay biết rằng, tức là little did somebody know. Các bạn dùng cả cái phrase này cho mình nhá. Khi mà mình muốn kể một cái thứ gì đó nó bất ngờ ấy, người ta gọi là ngã ngửa. Little did they know that is all good until one day the AFF. Cái này mình đã nói ở phía bên trên, đó là mặt trận Tổ quốc rồi nhá. Nó sẽ là sorry, VFF. Đó. Nó sẽ là Vietnam for the land front. Được chưa? Cho đến một ngày này. Decided to publish. Đó. Rồi. Cái đấy nó gọi là kiểu như the, đúng không? Mình không biết nên gọi nó là cái gì. Chắc chắn là nó sẽ là cái banking record rồi. Nhưng mình muốn có một cái từ nào đó. À thôi. Trong phòng thi mà không bật ra được đâu, đúng không? Tốt nhất là chúng ta bảo rằng publish này, all banking records. Đấy chưa? All the banking records. Tất cả những cái sao kê. Publish coi là công bố nhé. Release cũng được. Đó, tung ra cũng được. Cho nó dễ. Đấy, release này, all the banking records. Đó, showing how much. Đó, how much they have received. Đấy, so far. Rồi. Đấy. Cái banking record đó là cái sao kê ngân hàng nhá, mà nó cho thấy là họ đã nhận được bao nhiêu đến thời điểm hiện tại. The how much they have received so far, tức là tính đến thời điểm hiện tại nhá. Cái so far này này. Đấy. Rồi, thế thì nào chúng ta bắt đầu gọi là đến với lại cái chi tiết ở đằng sau nhá. Đúng, nếu như mà nói đến gọi là thuật ngữ chuyên môn thì các bạn sẽ biết là cái gì nhỉ, cái statement ấy thì nó được gọi là báo cáo. Đúng rồi, cái báo cáo, bank statement. Đây, statement. Báo cáo. Hoàn toàn nếu trong phòng thi mà mình không bật ra được cái statement nhá thì mình dùng từ records, đó là những thứ gì nó ghi chép lại. Đúng đấy. Đấy, statement cũng là một từ dùng được. Được, statement. Rồi. Ok, receive đó là nhận được nha, nhận về nha. Đấy. Các bạn thêm from the public đúng không? Hoặc là from public donations cũng được. Đấy, so far. Rồi, thế thì đây. As it turns out. Ok, thì đó coi là tiếp tục một cái câu nó mang tính chất kể chuyện. Các bạn nhớ là trong phòng thi đúng không? Speaking part 2, it's all about storytelling. That's why you need to arm yourself with some phrases used in speaking. Đấy, các bạn sẽ phải có một số phrases, một số những cái casual phrases sử dụng trong speaking. Đấy, as it turns out, có nghĩa là kiểu như hóa ra là, và rồi nó hóa ra là. It's all fake. Đó, it's all fake. Đấy, em. Bây giờ chúng ta lại đi từng cái ở phía bên trên nhé. No, it's all fake. It's all fake. And there, nó gọi là cái gì nhỉ? Cái gọi là cái and there hidden secrets, đúng không? Secrets. Secrets.
mình bắt đầu ngao ngáo rồi đấy. Đấy, ok, have been exposed. Rồi, đấy, chúng ta bảo it's all fake, tất cả là giả thôi, và những cái bí mật này được che giấu của họ đã bị exposed, đã bị gọi là bại lộ ra rồi. Yeah, exposed, right. Rồi, social, nào chúng ta bảo backlash, chém vào lưng. Đấy, chém vào lưng chính là cái thứ nó gọi là lên án. Đó, chém vào lưng ấy, backlash, nha, sự chém vào lưng, đấy là cái sự phẫn nộ của công chúng. Xong rồi là thậm chí chúng ta có thể bảo là social gì nữa nhỉ? Account statement, ok, có rất là nhiều cách để mà nói cái đấy mà, đúng không? As it turns out, it's all fake and all their hidden secrets have been exposed. Ok, thế thì xem nào. And now này, đó, they're all, tất cả bọn họ nhá, đấy, đang làm sao nhỉ? At the aim, đúng không? At the aim. Tự nhiên mình nhớ đến một cái phrase nữa, có là kiểu under the gun. Đấy, of này, social backlash. Thế là được. Dưới họng súng, đúng không? Đấy, hoặc là under the nozzle. The nozzle. Đấy, the nozzle nhá. Of social backlash. Nhưng mà khả năng cái gọi là cái mũi súng ấy, cái mõm súng ấy thì nhiều khi chúng ta không nghĩ ra được trong phòng thi, đúng không? Thì đây các bạn dùng cái từ under the gun thế thôi, at the aim đó of social backlash. Đấy, tức là kiểu lên án. Thậm chí chúng ta có nhiều cái từ nó gọi là kiểu chửi rủa, lên án, tẩy chay, đúng không? Cũng được. Các bạn boycott dùng cũng ok, social boycott, social backlash. Hiểu được. Đấy, backlash. Cái từ lash này này, nó có nghĩa là chém, cứa. Và ở đây, chém vào lưng. Có thể hiểu là đấy là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng thì nó có nghĩa là kiểu đang đang lên án. Các bạn nhớ đến cái thời gọi là thời Phục Hưng ấy, cái thời cổ ấy, thì người ta gọi là treo cái, người ta gọi là trói cái tên tù nhân, đúng không? Vào giữa cái quảng trường. Sau đó rồi một cái người cầm roi sẽ cứ thích vụt vào lưng người ta. Và đám đông ở xung quanh sẽ la ó. Thế thì backlash ở đây chính là sự lên án. Hình dung cho mình cái đám đông ấy, xong rồi là nó la ó và cái người đao phủ người ta cứ thế, người ta cầm cái roi người ta quật xuống vào lưng. Được, giữa pháp trường á. Thì đấy, social backlash nó là như thế. Ok nhá, under the gun coi là kiểu dưới họng súng, đúng không? Đấy, một cách nói rất là hay. Đang hứng chịu ấy. Outcry á, úi dồi, không phải. Outcry không phải là như thế. Outcry là như thế này. Outcry có nghĩa là kiểu mọi người đang gào lên, mọi người đang gọi là hô hào lên, nhưng mà bởi vì đấy là một cái sự bất công. Outcry nó dùng cho cái văn cảnh đó là bất công. Nha, giống như kiểu người ta đang muốn gọi là ôi ôi lầm than như thế này, đúng không? Than vãn xong rồi kiểu khổ như thế này. Đấy, thì cứu chúng tôi đi. Thì đấy, đấy là một cái văn cảnh mà dùng đúng cho cái từ outcry. Nó không phải là lên án nhá, mà nó giống như kiểu bây giờ mình đang muốn đòi lại công bằng ấy. Đấy, thì nó dùng từ outcry. Ok, như thế này đã được chưa? À, thế thì đây chúng ta có thể kết lại ở đây, đúng không? So, you see, after all, đúng không? Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng là money is not something you can brought with you, you can bring with you to the grave. Đấy, khả năng mình nói một cái câu translate sang tiếng Anh như thế. Money is not something you can bring along with you to the grave. Đấy. Money is not something you can bring along with you to the grave. To the grave. Rồi. Đó, đây là cái câu mà đúng ra trong tiếng Anh nó không có đâu, nhưng mà mình có thể gọi là loosely translate ở sang tiếng Anh như thế này. Đúng không? After all này, money is not something you can bring along with you to your grave. The grave cũng được nhá. Đó. Rồi, tiền không phải là cái thứ, đúng không? So charity scams. Rồi embezzlement. Rồi là gì nữa nhỉ? Chúng ta có charity scams, đó là lừa đảo từ thiện này, embezzlement đó là cái sự biển thủ này. And what not, things like that, đúng không? Should never be what we as
gọi là we as a, từ 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 làm sao để nhỉ, we as humans đúng không? Đấy. Should do thế thôi. Đấy. And all things like that should never be what we as humans do. Ừ. Chúng ta là những con người mà nó gọi là kiểu kind humans hay là kind-hearted humans đều được nha, tùy thôi, do. Yeah. Right. Sau đó các bạn có thể gọi it's the thought that counts vào, thế là ok. Kết luận lại thôi mà đúng không? So you see, có nghĩa là kiểu anh thấy đấy, suy cho cùng thì tiền không phải là cái thứ mà bạn có thể đem xuống cùng với bạn chết đi. Đấy, thế cho nên là tất cả những cái charity scams, embezzlement và những thứ như thế thì không nên là cái điều mà chúng ta với vai trò là con người nên làm. Để giờ đấy. Sau đó rồi là kể cả khi mà bạn này, ok, thêm nữa nhá. Even when what you can donate, what you can donate đúng không? To charity is as small as a leaf. No. Nếu mà bây giờ mình muốn mô tả thì nó gọi là nhỏ như là gì nhỉ? A drop of water đúng không? A drop in the ocean. Đó. Ok. Rồi, nó vẫn là cái tấm lòng của bạn mà đúng không? It's still the thought that counts. Nhá đó. Xong. Đấy, kể cả khi này, cái thứ mà bạn có thể donate to charity is as small as a drop in the ocean. Có phải là muối bỏ bể không? Hay là một giọt trong đại dương nha, thì nó vẫn là cái tấm lòng của bạn mà nó quan trọng. Right. Solidary, upright humans. Upright thì nó là ngay thẳng. Nếu trong văn cảnh đấy thì dùng ngay thẳng được. Để chưa? Ngay thẳng. Đấy. Rồi. Thực ra người ngay thẳng ấy, nó còn một cái từ nữa là a straight arrow. Một cái mũi tên thẳng. A straight arrow nữa cơ. Nhà một mũi tên thẳng, tức là kiểu như ngay thẳng đấy. Đấy. Rồi. Thế thôi. Ừ. Tất cả là ok chưa? Rồi, chúng ta có một cái phần gọi là cập nhật tin tức ngày hôm nay nhá. Mà theo phong cách của IELTS speaking, đấy không? Phong cách của speaking chúng ta tổng kết lại này. Đầu tiên đó là giới thiệu context này. Đấy. Sau cái cơn bão Yagi đúng không? In the wake of Typhoon Yagi, which is considered to be one of the most devastating storms ever made landfall in Vietnam. Nó từng đổ bộ vào Việt Nam nhé. Cái từ ever này này, nó nhấn mạnh từng đó, từng đổ bộ ở Việt Nam. Cái hệ lụy của nó thì vô cùng là kinh khủng. Horrible. Like hell đúng không? Kinh khủng lắm. Với rất là nhiều những sự khổ cực được nhìn thấy khắp mọi nơi. Sufferings. Đấy. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đấy, đã kêu gọi tất cả mọi người contribute their part, đóng góp cái phần của mình dù cho nó nhỏ như thế nào với những cái nỗ lực cứu trợ. Đấy, những cái thứ mà mang mục đích là giúp những nạn nhân chịu hậu quả thiên tai. Đấy, chúng ta có intended, có là kiểu có một cái intention, có một cái ý định ở đấy. Đây là cái cấu trúc bị động đi theo động từ của nó. Disaster hit, có là kiểu bị hit bởi disaster. Đấy, bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Phong trào này ngay lập tức đã được đón nhận bởi mọi người Việt Nam. Trong số tất cả những người mà thực hiện donations, có những sự quyên góp, có cái TikToker này được gọi là Việt Anh People, người mà đã gọi là có danh tiếng cho bản thân mình là một người yêu động vật, yêu chó. Người mà thường xuyên ra những cái video quay anh ấy chơi với chó của mình, đó là một cái chú chó Husker, nó có tên là Putin. Đấy, giới thiệu Việt Anh là như thế. Louis Phạm này, phần lớn thì người ta sẽ biết đến cô ấy là một cái vận động viên quốc gia đã nghỉ hưu, à, hay là kiểu đã từng là vận động viên quốc gia. Former đấy là như thế nhá, đã từng. Sau cái sự nghiệp thể thao của cô ấy thì bây giờ cô ấy đã lựa chọn là một TikToker. Mà nếu nói về TikToker thì cũng có thể được gọi là một social media influencer. Đấy, cũng có thể được gọi là social media influencer. Nhưng mà anh biết không? Kể từ khi mà cô ấy đi con đường này, tất cả mọi thứ về cô ấy đã trở thành những cái chủ đề gây tranh cãi, gây bàn tán ở trên mạng xã hội. Controversial tức là gây tranh cãi nhé. Còn nếu mà nói đến nhóm, đã có rất là nhiều những cái ban lãnh đạo công ty, các cái tổ chức, rồi thậm chí kể cả những nhóm học sinh sẵn sàng để mà gom tiền lại một cái lượng tiền a good sum đúng không? Một cái lượng tiền nhất định để mà có thể đóng góp.
Thông thường thì sẽ có một cái người thủ quỹ, người sẽ đại diện cho cả nhóm để mà có thể make the donation, thực hiện cái sự đóng góp qua online banking, đúng rồi, former là cựu cũng được, đấy, online banking này. Còn nếu mà nói đến cái quán cà phê kia nhá, đấy thì thực tế ra nó là một cái nhãn hiệu địa phương nổi tiếng ở Việt Nam bán những cái đồ giải khát và ăn uống. Đấy, refreshments nó có cả hai ý nghĩa cơ, vừa ăn vừa uống cơ. Những thứ như kiểu là snacks, rồi là đồ uống trà sữa này. Đấy, you name it. Hàng của họ, đúng không? Những cái thứ mặt hàng của họ này thì từ lâu đã được gọi là ngợi ca, khen ngợi bởi rất là nhiều khách hàng. Phần lớn trong số đó thì đó là thanh thiếu niên, trẻ. Đấy, nói về Ưng Hoàng Phúc thì anh ấy đã từng là một ca sĩ được săn đón nhiều nhất ở trong showbiz. Sought after the most. Sought after the most in showbiz. Đã có thời, anh ấy ở đỉnh cao sự nghiệp ca hát của mình với những cái big hits, những cái gì nhỉ? Bài hát hoặc là kiểu những cái ca khúc nổi tiếng. Đấy, cái từ big hits ở đây hơi khó dịch nhá, ca khúc nổi tiếng ví dụ như kiểu anh không muốn bất công với em. Thứ mà nó có thể được dịch ra tiếng Anh với ý nghĩa là I don't wanna wrong you. Yeah, I don't wanna wrong you. Tôi không muốn làm sai bạn. Được, làm sai, đối xử sai với bạn. I don't wanna wrong you. Songs, những cái bài hát này mà nó đứng đầu bảng xếp hạng trong nhiều tuần. Many weeks. Rồi, cái điều gì diễn ra? Việt Anh với lại Louis Phạm này thì nói chi tiết với anh như thế này. Đấy, thì không. Để mà nói rõ thì tôi sẽ nói với anh về cái thứ mà họ làm. Những thứ mà vô cùng kinh tởm với tôi. Nhà với tôi đấy, nhìn chung thì hay là kiểu như là nói chính nhá, nói chính thì cái thứ mà họ làm chỉ để cho công chúng nhìn thấy thôi, để có thể khoe được cái sự giàu có của mình. The flaunt, ví dụ các bạn có một cái chiến lợi phẩm ấy, các bạn flaunt nó thì có nghĩa là kiểu mình trưng nó ra nhá, mình dơ nó lên cho tất cả mọi người nhìn thấy. Flaunt rồi. Ai mà có ngực to đúng không? Thường sẽ flaunt cái ngực đấy ra. Bán hoa quả đấy, flaunt nhá, dùng cái từ đấy được. Kể cả khi nó chỉ là phù phiếm. Ok, nó chỉ là fugazi, phù phiếm. Đấy, nếu mà anh hiểu cái cách đùa của tôi, cái cách nói bóng gió của tôi ở đây. Đây này, cái câu chuyện ở đây này. Họ đã phóng đại cái sự đóng góp của mình và sau đó thì đã Photoshop, đã gọi là chỉnh sửa cái bill chuyển tiền để mà có thể up ở trên mạng xã hội, chỉ để, đúng không, just to hoặc là only to nhá, polish hay là sprinkle cái public image của họ này. Còn nếu mà nói đến groups thì mình sẽ bỏ một câu đó là tin tôi đi, không tin cái gì nhỉ, anh nghe này, anh sẽ không tin được vào cái điều mà em sắp nói đâu nhá, trust me, you're not gonna believe it. Đấy, thì đây là một cái phrase mà các bạn nên dùng. Họ đã embezzle, họ đã biển thủ cái ngân sách, kể cả khi nó là một cái sự đóng góp theo nhóm để mà có thể che đậy được cái việc làm sai trái của mình. Họ đã làm một số những cái thao tác Photoshop với lại cái banking bill, đúng không? Cái bill chuyển tiền này, gửi nó vào trong cái group chat để mà có thể có được lòng tin của những người thành viên còn lại trong nhóm. Đó. Còn đây, họ cam kết để mà có thể rút ra được một phần trong cái tiền kiếm được, cái doanh số của họ để mà có thể đóng góp. Điều này là tốt mà, đúng không? Nhưng mà anh biết không, cái điều ngạc nhiên ở đây hay là cái điều gọi là chấn động ở đây này, nó chỉ là một phần vô cùng nhỏ từ cái doanh số tổng của họ thôi. Nếu như mà anh nghĩ về cái nếu như mà anh nghĩ về cái tổng thể ở đây, cái big picture ở đây và cái việc họ là một ông lớn trong cái ngành F&B, họ kiếm được rất là nhiều tiền đó. Còn Ưng Hoàng Phúc này, thay vì đó là theo cái hành động của người khác đấy, nó gọi là lấy một cái lá đúng không, ra khỏi sách của ai đó và đi đến những cái vùng nó bị gọi là ảnh hưởng nhất bởi bão lũ, bởi thiên tai đấy, most disaster affected nha, các bạn dùng cái từ này rất hay lắm đấy, để mà có thể giúp đỡ này. Khi lựa chọn, anh ấy đã lựa chọn là ở lại và đem những cái đồ được quyên góp tới cái nơi mà tôi nghĩ đó là cái vùng nó giàu có nhất ở Hà Nội, nó có tiền nhất ở Hà Nội, Tony nhất ở Hà Nội. Hơn nữa,
nó thực sự không phải là đến từ cái tấm lòng đâu, out of his heart đâu, không phải đâu, mà thay vào đó nó là một cái nước đi, một cái move để mà có thể đánh bóng cái tên tuổi trên mạng xã hội của anh ấy. Rồi, họ không hề hay biết, little did they know, họ không hề hay biết rằng là nó, mọi chuyện nó vẫn ổn cho đến khi một ngày, it's all good until one day này, Ban Mặt trận Tổ quốc đã quyết định công bố tất cả những cái sao kê ngân hàng cho thấy bao nhiêu tiền họ đã nhận được từ các cái sự ủng hộ của công chúng đến thời điểm hiện tại. So far, cái này đọc cái gì vừa mới tạo ra mà. Từ đầu đến giờ học, từ đầu đến giờ gọi là đưa ra cái file này. Ngày mai các bạn có thể lên trang của mình để lấy nha. Và rồi hóa ra là nó chỉ là fake, nó chỉ là gọi là pha ke, và tất cả những cái bí mật che giấu của họ đã được bại lộ. Đã bị bại lộ, expose, phơi bày ra. Và bây giờ thì họ đang hứng chịu nha cái sự lên án của công chúng, sự tẩy chay của công chúng. Phải under the gun hay không? Đó, dưới cái họng súng nhá. Thế cho nên anh nhìn thấy đấy, suy cho cùng này, after all tức là kiểu suy cho cùng này, at the end of the day cũng thế nhé, cũng là một cái phrase các bạn, ok. Lại suy cho cùng, tiền nó không phải là cái thứ mà các bạn có thể đem theo với mình xuống khi chết, to your grave. Cái này nó hay ở chỗ ấy, đó là khi mà chúng ta kể cả bây giờ mình không có nói cái bí mật đấy với bất cứ ai, thì tức là chúng ta đem theo cái bí mật đó, secret đó, to your grave. Được nhé. Mình bảo là mình sẽ không nói cái bí mật này với ai ấy, thì đấy, I'm gonna bring your secret, được chưa? Your secret to my grave. Đó, ok, giữ bí mật, không bao giờ nói với ai. Rồi, còn đây là tiền, không phải là thứ mà bạn có thể đem theo khi chết này. Thế cho nên những cái trò lừa đảo về từ thiện này, rồi là biển thủ này, và tất cả những thứ như thế thì không nên là cái thứ mà chúng ta với vai trò là con người làm. Kể cả khi even when, đúng không? Ngữ pháp tương đối ok. Even when này, what you can donate to charity is as small as a drop in the ocean. Cái lượng tiền mà bạn có thể gọi là đóng góp cho từ thiện ấy, nó nhỏ như là một giọt nước ở đại dương. Cái này nó là cái idiom nhé. Nhỏ, được chưa? As small as. Đấy, cũng là ngữ pháp này. Trong speaking thì cũng nên linh hoạt ngữ pháp mà. Đó, nó vẫn là cái tấm lòng của bạn. It's still the thought that counts. Nó chính là một cái phrase, nó gọi là nó vẫn là cái tấm lòng. Đấy. Ok chưa? Rồi nhé, từ đầu để unearth, đào đất lên, ok cũng được. Expose nó hay hơn ấy, phơi bày ấy. Nó là cái ngôn ngữ văn nói chuẩn nhé. Expose bằng unearth. Nhưng mà đừng có nói từ đấy đừng có nói cái từ đấy ở trong phòng thi. Nên nói cái từ đấy trong cái văn cảnh đó là unearth một cái tài năng ấy.